Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty Thế Giới Mã Vạch sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đầu pin của máy RIN 4012. Thì nguyên nhân mà dẫn đến thay đầu pin thì là do đầu pin nó bị lỗi và tác động của môi trường xung quanh của mình như là bụi bặm, và dẫn đến cái đầu pin nó in không được sắc nét và mất nét. Và tiếp theo mình sẽ thay thế nó và các bạn cùng xem. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo đầu pin. Đầu tiên các bạn mở nắp máy lên. Rồi, ở đây mình nhìn có 4 ốc. Mình sẽ tháo 4 ốc này ra. Mình phải mở này lên để đầu pin nó mở. Rồi, mình sẽ tháo 2 ốc này trước. Thay đổi những cái này rất dễ, các bạn chỉ cần tháo 4 ốc thôi. Rồi. Rồi, mình sẽ tháo lên. Rồi, mình có một cái nắp ngay đây, các bạn chú ý. Mình sẽ nâng lên và tháo này lên. Rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ tháo hai này. Hai ốc. Rồi. Thì mình sẽ mở nắp lên. Rồi, đầu pin của chúng ta đã rơi. Chúng ta chỉ cần tháo dây nữa thôi. Rồi, thì chúng ta sẽ lấy cái đầu pin mới và thay thế vào. Rồi, đây là đầu pin mới của chúng ta. Thì mình sẽ có một cái cây này. Khi tháo ra nó sẽ có. Thì các bạn chú ý là mình sẽ gắn vào cái phần trên này. Đây, nó có hai lỗ tròn này, mình sẽ gắn vào. Rồi, nó cố định vào đây. Rồi, trong quá trình lắp á, thì các bạn tránh đụng tay và các vật sắt nhọn và cái phần đầu pin của máy, nó sẽ gây ra sức tiếp. Rồi, mình sẽ gắn dây vào. Đây. Rồi, mình gắn sát dây vào cho mình vứt vào đây. Rồi, nó vào khớp cho mình đóng xuống. Rồi, mình tiếp theo là mình chỉ cần vặn lại hai ốc như ban đầu. Rồi, tiếp theo mình sẽ lắp hai cái này. Đầu tiên mình sẽ lắp cái miếng bự trước. Đó, sẽ nâng đầu bên lên. Luôn vào khe. Thì đây nó cũng có hai khớp bên luôn. Đó, mình nhớ lòn hai cái lỗ ốc vào đây. Rồi, nhấn lên. Đó, cũng vào hai lỗ ốc luôn nha. Rồi mình vặn hai cái ốc này vào. Rồi, mình sẽ vặn chặt hai bốn đầu bốn ốc lại, và sau đó mình đã lắp xong cái đầu bên này, và mình có thể lắp giấy mực. Mình nhớ lưu ý là mình lắp xong mình vệ sinh đầu bên của nó nữa, để mình. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp đầu bên của máy RIN 4012. Nếu trong quá trình lắp ráp các bạn có thắc mắc hoặc là không thể lắp được, các bạn có thể gọi tới số hotline 1900 3438 và bấm phím 2 để gặp kỹ thuật. Xin cảm ơn.